Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình và ngày sau đây sẽ là những bản tin đến từ thành phố Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu phần tin đến từ Denver của chúng tôi cho biết rằng Quốc hội tại tiểu bang Colorado yêu cầu không đánh thuế Tabor. Thưa quý vị, đừng đánh thuế các khoản thanh toán Tabor là thông điệp mà toàn bộ thành viên Quốc hội Colorado đang gửi tới Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Theo đó, trong ngày thứ Sáu 10 tháng 2, lá thư do nghệ sĩ dân chủ Johannes Gould đứng đầu gửi đến quyền ủy viên thuế vụ Douglas O'Donnell có nội dung yêu cầu Sở Thuế vụ coi những khoản doanh thu theo đạo luật Tabor về quyền của người nộp thuế Colorado là những thu nhập không phải đóng thuế đúng tiêu chuẩn của Sở Thuế vụ trước đây. Một tiền lệ đã được thực hiện suốt 30 năm qua. Các thành viên quốc hội Colorado nhấn mạnh đến điều này sau khi Sở Thuế vụ thông báo cho người dân Colorado và các cư dân tại tiểu bang khác, những người nhận chi phiếu đặc biệt hoàn trả tiền đóng thuế trong năm 2022 sẽ tạm ngừng khai thuế liên bang năm nay chờ đến khi sở thuế vụ công bố cách giải quyết những chi phiếu này. Theo đó, tiền hoàn trả thuế tabo là một sửa đổi hiến pháp của tư bang được cử tri tư bang Colorado bỏ phiếu đồng thuận trong năm 1992 để hạn chế số tiền thu nhập bị tư bang giữ lại, cũng như là được hoàn trả những phần họ đã đóng thuế nhiều hơn mức quy định. Thông thường, ngân phiếu hoàn trả thuế được ấn hành vào mùa xuân, Thế nhưng tháng 8 của năm 2022, ngân phiếu trị giá 750 Mỹ Kim dành cho những người khai thuế cá nhân và ngân phiếu 1.500 Mỹ Kim dành cho những gia đình khai chung được gửi đi trước thời hạn. Quốc hội của tư bang cho biết rằng, đóng thuế khoản tiền hoàn trả sẽ tạo gánh nặng đáng kể cho người nộp thuế tại Colorado. Lá thư có chữ ký của các thượng nghị sĩ dân chủ như là Michael Bennet và John Hickenlooper, Ngoài ra còn có những nghệ sĩ cũng đóng góp như là nghệ sĩ dân. Ngoài ra còn có nghệ sĩ dân chủ Diana DeGet, Jason Crowe, Jadira Caravel và Brittany Peterson, cũng như là các nghệ sĩ Cộng hòa như là Ken Burke, Lauren Bobert và Doug Lamborn. Tiếng được bản tin cho biết rằng trường Đại học Colorado Regents thảo luận về sắc lệnh cấm mang vũ khí. Theo Hội đồng Quản trị của Trường Đại học Colorado Regions, sẽ thảo luận về sắc lệnh cấm mang vũ khí giấu trong người đến trường, sau khi họ được biết các sinh viên, giảng viên và các thành viên cộng đồng ủng hộ việc áp dụng lại lệnh cấm mang theo vũ khí giấu kín vào bốn cơ sở của nhà trường. Việc giấu súng mang theo vào các cơ sở của trường Đại học Colorado Regions được chấp thuận từ năm 2012, từ khi tối cao pháp viện tại Colorado phán quyết rằng lệnh cấm súng trong khuôn viên trường đại học đã vi phạm luật tiểu bang. Hiện nay nhiều sinh viên đang thúc đẩy các cơ quan điều hành gia hạn lệnh cấm mang súng giấu trong người có hiệu lực từ năm 1970 đến năm 2012. Hội đồng sinh viên đã phê duyệt một nghị quyết kêu gọi hội đồng quản trị của trường đại học nhanh chóng thảo luận về vấn đề này. Cư dân tại Colorado từ 21 tuổi trở lên có thể xin giấy phép mang theo ở trong người. Các nhà lập pháp tiểu bang đã phê duyệt một đạo luật vào năm 2021 giúp các thành phố tự trị địa phương, bao gồm cả hội đồng quản trị của các trường đại học, dễ dàng thông qua luật súng nghiêm ngặt hơn so với tiểu bang. Tuy nhiên, các thành phố tự trị như là Superior và Louisville gần đây đã phê duyệt lệnh cấm vũ khí đã phải đương đầu với những vụ kiện của các nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng. Tiếng đồng bản tin cho biết rằng các nhà tâm lý học sẽ có quyền viết tòa thuốc. Emilia Federico, là cư dân tại thành phố Denver đang theo học năm cuối cùng của cấp 3 tại trường trung học MSU Denver. Và gần đây đã nói với một ủy ban lập pháp rằng cô không thể thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như là làm bữa điểm tâm vì bị trầm cảm nặng. Sau đó cô gặp một nhà tâm lý học để tìm lại sự quân bình tinh thần, nhưng khi họ đề nghị cô dùng thuốc chống lại sự lo lắng buồn phiền, cô đã bị bất ngờ. Bởi vì là nhà tâm lý học nên người điều trị cho Amelia không có quyền viết toa thuốc. Thế là cô phải tìm một nhà cung cấp mới. Điều này đã lãng phí thời gian và tốn thêm rất nhiều tiền. Một lần đi khám bác sĩ tâm lý tại Colorado, người dân phải trả 100 Mỹ Kim. Đây là số tiền mua thực phẩm cho cả tháng của gia đình Amelia. Vì không thể thanh toán hóa đơn, Amelia không có thuốc sử dụng. Hiện nay cô là thành viên chính sách của Young Invisibles một tổ chức vận động cho các vấn đề liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe, tài chính, sự tham gia của công dân và nền giáo dục đại học. Cô Emelia cho biết rằng không có gì bí mật khi giới trẻ đang phải đối diện với sự khủng hoảng về sức khỏe tâm lý. Và với tư cách là một tập thể, họ sẽ hành động dựa trên thực tế để bảo đảm có thể nhận được những sự hỗ trợ tích cực về sức khỏe tâm lý. Và cũng trong ngày thứ Năm 9 tại tháng 2, các nhà lập pháp của lưỡng đảng tại Hạ nghị viện Colorado đã phê duyệt một dự luật có tên là HB 1071 mở đường cho các nhà tâm lý học có thể viết toa thuốc cho các bệnh nhân của họ. Tiếp đó, bản tin cho biết rằng kẻ giết bạn gái cũ không được phép sở hữu súng. Vào tháng 11 của năm 2021, sau đó khoảng 8 tháng trước khi Javier Acevedo đã bắn tử vong bạn gái cũ là cô Lynn và con gái 16 tuổi của cô là Meadow Sinner Loveland. Tòa án tại quận Denver ban hành sắc lệnh bảo vệ hình sự cho cô Lindsay, đồng thời không cho phép anh ta có quyền sở hữu súng. Tuy nhiên, không có cơ quan nào kiểm tra để khẳng định rằng Acevedo không giữ súng. Theo hồ sơ tại tòa án cho thấy anh ta đánh dấu và ô nội dung, thừa nhận không có súng khi xác lệnh cấm sở hữu vũ khí được ban hành. Sở cảnh sát tại địa phương cho biết rằng Acevedo đã mua hợp pháp khẩu súng ngắn mà anh ta dùng để sát hại nạn nhân Lindsay và con gái của cô vào tháng 3 của năm 2021, chỉ vài tháng trước khi ký vào đơn từ bỏ súng tại Denver. Sự việc này do văn phòng công tố viên Denver giải quyết và theo người phát ngôn cho biết rằng, văn phòng của họ không có vai trò xác minh tính trung thực của những gì được chứng thực trên tờ khai không sở hữu súng. Cảnh sát cũng không có lý do chính đáng để xin lệnh khám xét. Tuy nhiên, họ có thể xin lệnh khám xét nếu người đánh dấu vào lệnh cấm như Acevedo nói rằng, anh ta có quyền sử dụng súng. Sở cảnh sát tại Denver cho biết rằng trong hồ sơ của họ không có lệnh khám xét nhà của anh Archibald. Và bà Kathy Wolf, giám đốc chính sách công của Colorado nói rằng trừ phi có người nói ai đó đã nói dối hoặc khai man trước tòa. Thực sự không có cách nào thực thi điều nói trên. Bà Kathy Wolf làm việc với các nhà lập pháp về dự luật liên quan tới bạo lực. Gia đình cũng xác nhận rằng mỗi năm tại Denver chứng kiến hơn 2.500 vụ bạo lực cấp thành phố. Vì vậy, văn phòng công tố viên Denver rất cần nhiều nguồn lực để điều tra mọi cải cách về những vụ nổ súng riêng biệt. Riêng Garin là anh trai của nạn nhân Lindsay Dome thì cảm thấy rằng nếu có người kiểm tra kỹ và Acevedo không có súng thì em gái tôi Lindsay Dome và con gái không bị tử vong. Tiếng lục bản tin cho biết rằng hồ Powell vẫn còn thiếu nước. Thưa quý vị, mực nước tại hồ Powell đã giảm trong hơn 22 năm qua. Hồ có mực nước thấp nhất đạt kỷ lục vào năm ngoái. Theo Ủy ban thượng nguồn sông Colorado, cần phải có 16,4 triệu thể tích nước bao phủ trên 16,4 triệu mẫu Anh có độ sâu 1 phút mới có thể làm đầy hồ Powell 90% như năm 2000. Tính đến thời điểm này, có rất nhiều mùa bão tuyết bất thường xảy ra trong năm 2022 và đầu năm nay. Theo đó, ngày 1 tháng 2 vừa qua, lưu vực sông Colorado cao hơn mức trung bình 43%. Viện nghiên cứu Bắc Cực và Núi Cao thuộc Đại học Colorado ước tính rằng có 29,6 triệu mẫu Anh nước ở độ sâu 1 phút bị phong tỏa bên trong lớp băng tuyết tại lưu vực Thượng Lưu, sông Colorado. Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng hợp từ vệ tinh, mô hình máy tính cũng như là quan sát mặt đất từ dữ liệu đến từ một thiết bị đo tuyết từ xa cộng với nhiều dữ liệu khác để ước tính khối lượng nước tương đương có trong các lớp tuyết hiện nay. Số lượng tuyết thực tế này đã phải chảy qua 300 dặm mới đến hộp Powell. Và trong chặng đường này, một phần nước đã bị đất đai khô hạn hấp thụ, một phần nước thì bị chặn lại bởi những người sử dụng ở Thượng Nguồn. Ngoài ra còn có sự bay hơi và tốc độ của nó cũng là nguyên nhân phải mất đi một số lượng nước nào đó. Nếu tuyết vẫn ổn định thì hộp Powell sẽ tăng thêm khoảng 1,5 triệu mẫu anh nước, tức là chỉ có tăng 6%. Trong khi đó, các nhà thủy văn học ước tính rằng phải mất khoảng 15 năm hoặc là ít nhất 10 mùa tuyết liên tiếp và phải có lớp tuyết dài hơn 40% so với mức trung bình nếu như muốn nước có đầy trong hộp bộ well như là 23 năm trước.